có góc ném nét rồi. Quả nét này của Long Ca, chúng ta sẽ xem chính xác hay không đây. Và một quả nét hơi non một chút, Pika knock out được Kaman trước khi mà Sapao nằm xuống với Simoy 15. 2-2, 2-3 thì đúng hơn. Giờ thì vị trí của Mèo Ú, anh ấy đã muốn confirm kill Mèo Ú hết sát được Simoy rồi. Và chỉ còn là một mình vì chưa tan chung thôi. Top 1 là đến dễ thôi, tới từ vị trí của Mèo Ú. Highlight, và đó là một highlight tuyệt vời Mèo Ú. Sẵn sàng lao từ trên núi xuống và thả một con hết để hạ gục đối phương. Tuyệt vời dành cho FCD, top 1 với 14 kill. Như vậy thì chúng ta đã vừa kết thúc được game thi đấu vừa rồi. Đây, đây là pha xử lý cuối cùng của Mèo Ú. Giữ nét, nhảy xuống và thả tay ra. Một pha highlight, vâng, một tình huống mà chơi sống còn tới từ Mèo Ú để mang về top 1 dành cho các thành viên của bên phía team SCD. Thêm một top 1 nữa thì bây giờ ai cản lại được SCD đây?